Thông tin từ Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê cho biết, tất cả các mẫu xét nghiệm lấy lần thứ tư tại Tam Giác, các tuyến đường Lê Duẩn, Lý Thái Tổ, Hoàng Hoa Thám thuộc địa phận hai phường Thạc Gián và Tân Chính đều âm tính với SARS-CoV-2. Trước đó, ngày hôm qua, ngày 28 tháng 6, sau đúng 10 ngày thực hiện phong tỏa cứng khu vực này, ngành y tế quận Thanh Khê đã tiến hành lấy mẫu theo phương pháp gộp nhóm tất cả các hộ dân trong vùng phong tỏa, thông qua đó đánh giá nguy cơ dịch bệnh COVID-19 tại đây để tiếp tục triển khai các biện pháp phù hợp. 2.342 người dân trong khu vực này sau khi lấy mẫu đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện nay, các biện pháp phòng chống dịch tại khu Tam Giác này vẫn đang được quận Thanh Khê siết chặt. Ngành y tế sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân trong khu Tam Giác này trong thời gian tới.